Đừng bao giờ các anh chị nghĩ rằng là gì, chúng ta cứ phải là ở ông này bà kia mới là lãnh đạo. Đó, không phải đâu. Nếu như các anh chị hiểu được rằng là gì, các anh chị cũng mong muốn con mình là gì ạ, nó lắng nghe mình, bạn mình cũng lắng nghe mình, đúng không? Rồi đồng đội của mình lắng nghe mình, sếp của mình lắng nghe mình, và những người xung quanh là khi mình nói là người ta gì, tôn trọng mình. Thế thì khi mà bạn sử dụng cái ảnh hưởng đó để bạn đạt được mục tiêu của mình là lãnh đạo rồi đấy các bạn. Lãnh đạo là gì? Bằng tạo ảnh hưởng đó. Và một điều rất là rõ là theo thống kê thì mỗi một bạn ở đây ít nhất một ngày đó là bình quân chung bạn ảnh hưởng tới 4 người. Đấy là theo cái thống kê trong một cuốn sách của Joseph Maxwell, thầy là guru số 1 thế giới về lãnh đạo. Thầy có nói này, mỗi một người trong số chúng ta ở đây ít nhất chúng ta sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4 người xung quanh chúng ta. Ví dụ một ngày mới sáng ngày ra, vợ tự nhiên cau có ở gánh, đúng không? Thì người ảnh hưởng trực tiếp là những ai các anh chị? Là chồng, là con, đúng không? Thế là con mới bảo thấy mẹ có vẻ là cáu giận, không dám nói gì luôn, đúng không? Các bạn có cảm giác về điều đấy không? Tức là con cái chỉ cần thấy mẹ là nóng tính cái, hoặc bố nóng tính cái là nó sẽ... Thì ở đây chúng ta chưa phải là lãnh đạo ông này bà kia, nhưng trong gia đình bạn, bạn là lãnh đạo. Bạn có muốn chồng bạn nghe, lắng nghe bạn không ạ? Những người phụ nữ có chồng rồi giơ tay lên, ai muốn như vậy giơ tay lên. Rồi thế thì chắc chắn là bạn muốn được lắng nghe. Và các bạn cũng muốn được con của bạn cũng vậy, và những người vậy. Thế thì nói một cách đơn giản là ai trong số chúng ta ở đây chưa có bất cứ vị trí gì, ông này bà kia gì, các bạn cũng đang là nhà lãnh đạo. Bao nhiêu trong số các anh chị hiện nay chưa có là đội nhóm gì cả, chưa trưởng nhóm đội nhóm gì cả, giơ tay cho tôi nhìn cái quan sát này. Ok, như vậy là phần lớn các anh chị là đội nhóm đó. Bao nhiêu trong số các anh chị có ít nhất là hai người trong nhóm đội của mình trở lên, giơ tay và nói tôi, bao gồm cả mình, đúng không? Tuyệt vời, thank you. Như vậy các bạn đến cái chỗ này là tuyệt vời rồi. Còn nếu như giả sử hôm nay anh Phú chưa có một ai để lãnh đạo, thì anh có gia đình để lãnh đạo, anh có bạn thân anh để lãnh đạo, anh có những người là bạn bè anh lãnh đạo. Có nhiều người trong tập đoàn Amacao này không có vị trí gì cả, nhưng người ta cực kỳ quyền lực bởi vì người ta lãnh đạo bằng chuyên môn. Họ là một người trợ lý, họ là một người cố vấn, họ là những người mà có cái chuyên gia. Tôi lấy ví dụ khi mà tôi đầu tư nhà máy, cái người chuyên gia người ta rất hiểu cái nghề đó, người ta chẳng có vị trí gì cả, nhưng tôi lại cực kỳ cần người ta, bởi người ta sẽ tư vấn cho tôi về quy trình, tư vấn cho tôi về cái cách thức setup, tư vấn cho tôi về cái việc là làm thế nào để lên một cái sơ đồ cho nó chuẩn. Yes or yes? Yes. Đấy là gọi là quyền lực của chuyên gia các bạn ạ. Khi các bạn giỏi một lĩnh vực gì đấy, bạn có thể lãnh đạo cả lãnh đạo, bạn có thể nói cả chủ doanh nghiệp cũng phải nghe, đúng không? Bạn chẳng cần phải là một cái ông này vào kia gì cả, nhưng mà người ta phải nghe bạn. Thế nên là bạn phải biết được là lãnh đạo chỉ là sự tạo ảnh hưởng thôi. Đó là tạo ảnh hưởng. Và nếu như bạn tạo được là ảnh hưởng hai người trở lên, đúng không? Hay là ba người trở lên, càng nhiều người thì bạn càng trở thành những nhà lãnh đạo ảnh hưởng. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn mình có thể là lãnh đạo hàng nghìn người cho thành là thôi? Thank you các anh chị. Đó. Khi mà các bạn mà tạo được là ảnh hưởng cho trên hai người trở lên, thì bạn là đang có ý nghĩa với cuộc sống này. Bạn sinh ra để làm gì? Đúng không? Bạn sinh ra để làm gì? Nếu như bạn ảnh hưởng một cách tiêu cực ấy, thì bạn là gì? Đang là nợ đời. Nhưng mà nếu giả sử bạn ảnh hưởng một cách tích cực, tức là giúp đời, ít nhất bạn chỉ cần giúp được một người thôi, tức là bạn đang có ý nghĩa với đời. Yes or yes? Yes! Tức là bạn phải có ý nghĩa với đời, sinh ra phải có ý nghĩa. Cho nên là cụ bà nhà tôi cũng khấn là gì, là làm sao để cho các con trở thành những người công dân có ích đó. Trở thành công dân có ích tức là mình có ích với người khác, mình mang lại lợi cho người khác. Thế thì vậy cho nên là bạn phải làm thế nào để bạn có lợi cho người khác. Thì đây chính là cái điều mà tôi nói, cái từ ảnh hưởng này là ảnh hưởng một cách tích cực lên người khác. Nhưng mà trong số những người ảnh hưởng ấy, thì có những người ảnh hưởng lại cực kỳ nguy hiểm. Tôi lấy ví dụ như Hitler. Hitler có phải là một nhà lãnh đạo không các anh chị? Lãnh đạo cực kỳ quyền lực.
Nhưng mà hedne thì lại là gì? Là đi ngược lại với những các cái giá trị của nhân loại, là tiêu diệt hàng triệu con người Do Thái, đúng không? Trong thời kỳ đấy. Thế thì vậy đấy là cái điều cũng là ảnh hưởng. Nhưng cái ảnh hưởng như thế nào? Thì lúc đấy là các anh chị sẽ thấy được cái chân dung của nhà lãnh đạo chuyển hóa. Thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị sau.